Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây thì VinFast vừa công bố thông tin chi tiết của chiếc xe VF5 Plus, mẫu SUV điện nhỏ nhất trong giải sản phẩm của VinFast, dự kiến được bàn giao từ tháng 4 năm 2023 tới đây. Được bán với hai tùy chọn là thuê pin hoặc mua pin, xe được đặt ở phân khúc SUV hạng A, ngang với Kia Sonet và Toyota Chrysler. Đây được xem như một sản phẩm thay thế vị trí của Fadin ở nhóm xe đô thị cỡ nhỏ. Thiết kế mẫu xe này theo ngôn ngữ tương tự như VF8 và cũng như VF9, tuy nhiên thuộc phân khúc hạng A trên kích thước xe tương đối khiêm tốn. Công nghệ an toàn trên mẫu SUV hạng A bao gồm giám sát hành trình cơ bản, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. VinFast đưa ra giá bán cho VF5 Plus là 458 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm pin. Khách hàng cần chi thêm 1,6 triệu đồng một tháng cho chi phí thuê pin. Nếu muốn mua luôn pin, giá VinFast VF5 Plus sẽ là 538 triệu đồng.